Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vào ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo vàng đối với cơn bão Coi Nu, cơn bão thứ 14 trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 3 trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Coi Nu sẽ gây mưa to, gió lớn tại các địa phương ở phía Nam và phía Đông. Tính đến sáng ngày hôm nay, bão Coi Nu ở vị trí 20,2 độ Vĩ Bắc và 125,2 độ Kinh Đông, dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 cho đến 15 km/h. Bão Coi Nu được dự báo đổ bộ dọc theo các vùng duyên hải xung quanh Đài Loan Trung Quốc hoặc có thể đi qua Đài Loan với cường độ giảm dần kể từ tối ngày mai cho đến sáng ngày 5 tháng 10. Cơ quan chức năng kêu gọi chính quyền các địa phương trên đường đi của bão sẵn sàng các biện pháp ứng phó khẩn cấp, duy trì cảnh giác cao độ về lũ lụt và thảm họa địa chất có thể xảy ra.